Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cửa Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách trộn gỏi đu đủ tôm thịt đơn giản tại nhà. Gỏi đu đủ tôm thịt làm rất là đơn giản, và đặc biệt là mình sẽ sử dụng cái phần sốt trộn gỏi pha sẵn để mình làm, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho các bạn. Đu đủ trộn gỏi ăn thì nó giòn cực kỳ luôn các bạn, giòn mà nó thấm vị, kèm theo đó là cái tôm nè, dai ngọt, rồi cái miếng ba rọi bé béo nữa, rất là hấp dẫn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách trộn gỏi đu đủ tôm thịt ngon tại nhà thì hôm nay Cửa Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn, để ai cũng thể dễ dàng thành công nhé. Rồi bây giờ để làm gỏi đu đủ tôm thịt á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là một trái đu đủ nha các bạn, đu đủ xanh ha. Mình làm gỏi thì mình sẽ dùng đu đủ xanh chứ mình không dùng đu đủ chín. Đu đủ xanh thì ăn nó mới giòn mới ngon. Rồi ngoài đu đủ ra thì các bạn cần chuẩn bị là khoảng một cái dây ba rọi nhỏ nhỏ thôi các bạn, cỡ khoảng 3 lạng thôi là được rồi. Rồi tôm ha, 2-3 lạng tôm. Và ngoài ra thì mình chuẩn bị thêm vài trái ớt sừng và ít củ hành tím nha các bạn. Bạn nào mà thích cho nó thơm hơn thì mình dùng thêm ít đậu phộng nè, mình rang vàng lên cho nó thơm ha. Và đương nhiên là không thể nào thiếu được cái nước trộn gỏi pha sẵn. Bạn nào mà chưa biết làm cái nước trộn gỏi pha sẵn này thì các bạn bấm vào trong cái phần mô tả của video hoặc là trong cái phần bình luận á, mình sẽ để cái đường link hướng dẫn các bạn làm nước trộn gỏi pha sẵn này. Làm dễ cực kỳ luôn. Mà nhiều khi là các bạn muốn ăn những cái món gỏi như thế này á, mình làm cái hũ này mình múc ra mình trộn thôi, khỏi cần phải pha gì nữa, mất thời gian. Thì bây giờ về cái tôm và thịt á, thì mình sẽ đi luộc ha các bạn, luộc cho nó chín, đậu phộng thì mình rang. Để luộc thịt á, thì các bạn bắt lên cho mình một cái nồi nước ha. Mình cho vào đây cỡ khoảng một muỗng cà phê muối và nửa muỗng hạt nêm. Rồi khi mà cái nước mình nó sôi rồi đó thì mình sẽ cho vào đây khoảng 20ml giấm nha các bạn. Có một xíu giấm vào á, thì cái nước từ cái thịt mình luộc á, nó sẽ trắng hơn, nó đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ cho thịt vào đây mình luộc. Thì mình sẽ luộc cái miếng thịt này nó cỡ khoảng 20 phút thôi là nó sẽ chín. Lúc đó mình sẽ vớt ra rồi mình cho tôm và mình luộc ha. Rồi sau khi mà cái miếng thịt mình nó chín rồi đó các bạn, thì bây giờ mình gấp ra và mình sẽ ngâm trong cái thau nước đá ha, để cho thịt nó trắng. Rồi nó nhanh nguội nữa, nguội chút nữa mình sẽ cắt ra. Rồi bây giờ mình sẽ cho tôm vào mình luộc ha các bạn. Tôm thì các bạn luộc cho mình khoảng 5 phút thôi, cho nó vừa chín tới đó thì nó sẽ ngọt và nó giữ được cái màu đẹp. Mình luộc lâu quá là con tôm nó bị bủng rồi các bạn, không ngon ha, mà nó bị teo nữa. Luộc cỡ 5 phút thôi là được rồi. Đây, về cái tôm sau khi mà luộc chín rồi đó thì mình cũng gấp ra và mình cũng ngâm vào trong cái thau nước đá ha. Về cái ớt sừng á, thì các bạn sẽ cắt đôi ra để mình bỏ đi cái ruột á các bạn. Sau đó mình sẽ thái sợi ha. Cái ớt sừng này thì nó lại ít cay nên là mình trộn gỏi ăn thì nó sẽ ngon ha các bạn. Nó có cái độ the the đó và cái màu thì nó cũng đẹp. Mình lấy cái muỗng á nha, mình lấy cái muỗng á, mình nạo bỏ cái ruột này đi. Đây nè ha, các bạn lấy cái muỗng ha, các bạn nạo bỏ cái ruột đi. Sau đó thì mình sẽ thái sợi cái ớt sừng này. Về cái ớt á, thì các bạn thái cái sợi nó mỏng mỏng á các bạn, như này nè. Đây, để chút mình trộn gỏi. Về cái phần hành tím á, thì các bạn chỉ cần là mình bóc vỏ rồi các bạn rửa sạch, sau đó thì mình cũng thái lát mỏng luôn ha. Chút nữa mình sẽ trộn gỏi luôn. Có thêm vài cái lát hành tím vào thì nhìn cái dĩa gỏi mình nó sẽ đẹp hơn, và thứ hai nữa là mình ăn á, thì nó cũng thơm hơn, nó ngon hơn ha các bạn. Rồi tôm sau khi mà các bạn luộc chín rồi đó thì mình bóc vỏ thôi ha. Thịt thì mình sẽ cắt lát mỏng. Các bạn thấy không, mình luộc thịt mà mình cho một xíu giấm vào thì nó rất là trắng. Nha các bạn ha, mình sẽ thái lát nó mỏng mỏng như thế này nè, mình trộn gỏi thì nó mới thấm, chứ các bạn đừng có cắt dày quá ha, cắt dày quá mình trộn nó không thấm được nha các bạn. Bây giờ về cái đu đủ á, thì các bạn gọt vỏ ha, gọt vỏ rồi mình rửa sạch, mình nạo đi cái phần hột bên trong và mình sẽ bào sợi ha. Những con dao như thế này thì các bạn có thể là mua ở trong siêu thị hoặc là mình ra chợ mình mua ha, tới cái quầy dao các bạn mua cái dao bào sợi người ta sẽ bán. Ví dụ như nếu mà hôm nay gia đình của các bạn có khoảng 2-3 người thì mình nạo bào khoảng nửa trái thôi, rồi chiều mình muốn ăn thêm thì mình bào thêm, chứ các bạn đừng có bào sẵn ha. Bào sẵn thì mình trộn nó không ngon các bạn. Khi ăn tới đâu là mình bào tới đó nó mới ngon ha. Rồi bây giờ bắt đầu là mình trộn gỏi ha các bạn. Thì đầu tiên thì mình sẽ cho cái phần thịt vào cái phần tôm vào đây. Thì các bạn ăn bao nhiêu thì các bạn cho bấy nhiêu ha. Tôm mình sẽ múc vào đây là một muỗng rưỡi nước trộn gỏi nha các bạn, cho một dĩa nha, một muỗng rưỡi đây nước trộn gỏi ha.
Khi mà các bạn làm cái hũ này ở nhà pha sẵn á, là các bạn sẽ thích ăn những cái món gỏi à, tại vì nó tiện lắm. Mình sẽ trộn đều lên để cho cái phần tôm và cái phần thịt nó thấm trước ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho tiếp là cái phần hành tím vào đây. Hành tím và ớt ha các bạn ha, cho vào đây. Trộn đều lên để cho cái hành tím nó dịu bớt đi, chứ không mà nó sẽ hơi hăng á, tại vì do hành tím sống á. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho đu đủ vào. Sau khi mà các bạn trộn đều lên rồi thì mình sẽ bỏ đi cái phần nước á các bạn. Cái phần nước nãy giờ mình bóp gỏi nè ha, mình bỏ đi cái phần nước đó. Mình sẽ trộn làm hai lần, tại vì mình trộn một lần thì nó sẽ không có thấm và nó không có đậm vị được ha các bạn. Gỏi muốn ngon là phải trộn hai lần ha. Mà cái gỏi đu đủ này thì nó lại nhanh thấm hơn những cái gỏi khác nữa. Cái này mà các bạn ăn không ghiền mới lạ. Đu đủ thì giòn giòn ngọt ngọt nè, nó hòa quyện lại cái vị sốt gỏi chua chua ngọt ngọt nữa, rất là ngon thơm. Cái sốt gỏi mình làm thơm lắm các bạn. Đó, sau khi mà các bạn trộn xong rồi đó thì mình sẽ chắc bỏ đi cái phần nước. Phần nước này nè các bạn ha. Các bạn để xíu nó sẽ chảy xuống cái phần nước gỏi. À, các bạn thấy cái phần nước này nè, đó nó chảy xuống đó. Thì mình sẽ đổ bỏ đi cái nước này nha. Rồi mình múc thêm một vá là vào, mình trộn tiếp. Đó thì cái gỏi mình ăn nó sẽ thấm vị cực kỳ luôn ha các bạn. Rồi, sau khi mình chắc bỏ cái nước ra đi rồi á thì bây giờ mình cho vào đây là một vá, một cái muỗng nữa nước trộn gỏi. Một cái muỗng như vậy nó cỡ khoảng 40 ml đó các bạn. Sau đó mình sẽ cho ra dĩa ha, rắc đậu phộng lên nữa là xong. Các bạn thấy không, mình làm cái gỏi đu đủ ở nhà, gỏi đu đủ tôm thịt ở nhà cấp tốc luôn. Các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 15-20 phút thôi là mình đã có một cái dĩa gỏi rất là ngon rồi. Mà trời mà nóng nóng mà các bạn ăn cái gỏi này nó đã lắm các bạn, nó mát miệng á. Đây bây giờ mình sẽ cho cái phần gỏi ha các bạn, cho phần gỏi ra dĩa nè. Cái gỏi này thì mình trộn nó vừa ăn luôn rồi nha các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn cho nó đậm đà hơn, thì các bạn làm thêm, các bạn hút cái nước trộn gỏi ra đó để các bạn chấm cũng được ha. Hoặc là mình làm cái chén nước mắm tỏi ớt chua ngọt mình chấm. Nhưng mà thật ra thì vừa ăn luôn rồi ha các bạn, nên là không cần phải chấm gì đâu ha. Mình trộn mà nó vừa ăn luôn, rất là ngon. Ok ha, mình xếp mấy con tôm ra bên ngoài nè, nhìn cho nó bắt mắt. Đó, bạn nào mà thích ăn gỏi đồ đó, hoặc là mình hay làm món gỏi để mình đãi khách, đãi tiệc đó. Đó, mà mình ngại thì mình có thể làm cái hũ sốt gỏi pha sẵn. Rồi khi nào mình ăn thì mình chỉ cần lấy ra mình làm, mình pha thôi, mình trộn thôi, rất là nhanh, tiết kiệm được thời gian các bạn. Ok ha, mình sẽ rắc anh đây thêm ít đậu phộng nữa ha các bạn. Đậu phộng thì các bạn rang cho nó vàng đi rồi mình rắc lên. Ok, thì hy vọng là qua video này Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món gỏi đu đủ tôm thịt ngon tại nhà. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món gỏi này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.